Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, các trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gây úng ngập cục bộ, sạt lở đất đá, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và công trình thủy lợi, diện tích sản xuất nông nghiệp và làm ách tắc giao thông tại nhiều địa phương. Theo báo cáo nhanh của huyện Tuần Giáo, từ ngày 29 tháng 7 đến nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại tài sản nhà nước và nhân dân ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài, sạt lở đất đá, làm chín nhà hư hỏng nặng, sạt lở 55 điểm công trình giao thông với tổng chiều dài khoảng 3.700 mét, làm hư hỏng ba công thoát nước qua đường, vùi lấp đi nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân, sạt lở ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, đoàn thanh niên và doanh nghiệp địa phương khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông.